Chào anh em đang xem miền Tây Sula ha. Này là tối ngày ngày thứ bảy, ngày 16 tháng 3 2024 nha anh em. Thì như thông báo là sáng mai sáng chủ nhật chúng ta có chuyến đi từ Long An qua Tiền Giang lên Đồng Tháp rồi xuống Long Xuyên An Giang rồi xuống Cần Thơ rồi vòng về Vĩnh Long anh em. Đi một cái vòng tròn khá là lớn luôn ha. Long Xuyên rồi Đồng Tháp rồi Cần Thơ rồi Vĩnh Long luôn. Nói chung là đi khá là nhiều. Tiền Giang luôn anh em. Thì bạn nào ở trên cái cung đường mà Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long Xuyên, Vĩnh Long, Cần Thơ rồi đó thì anh em đăng ký. Chúng ta coi được video này và chúng ta đăng ký từ 7 giờ tối ngày hôm nay cho đến sáng chủ nhật ha, sáng chủ nhật. Thì sáng là mình đi sớm nha mọi người, khoảng 9 giờ mình đi. Anh em đăng ký thì mình đảm bảo với anh em là mình bao ship luôn nha. Tại vì nãy mình kiểm soát lại là mình vẫn còn trống chỗ. Anh em lần này đăng ký không nhiều lắm cho nên là cái xe nó vẫn còn trống chỗ anh em. Mà xe còn trống chỗ thì bây giờ anh em nào coi được video này mà đăng ký mua hàng là mình sẽ bao ship nha. Với điều kiện là đơn hàng cũng khá nha anh em. Chứ còn ví dụ như một tấm pin 200 quá thì mình không bao nổi. Đấy. Đó, thì nói chung là chúng ta sẽ thương lượng với nhau. Đó, thì anh em bây giờ lên để cho nó đủ xe thì mình sẽ ưu đãi tối đa cái vận chuyển. Đấy, thì hàng hóa đang được chuẩn bị để cái này là không phải chuẩn bị chuyến xe ngày mai mà là ta chuẩn bị để gửi bưu điện mỗi ngày mọi người. Như con đai ơ nè, đai ơ gửi cho ông chú liên hệ lấy nè, phụ kiện rất là nhiều. Ở trong đây cũng có một con đai ơ 3 kg và những con khác anh em. Đây, cái con UBS này có người lấy rồi nha. Chiều giờ có năm sáu anh hỏi con UBS này. Nhưng mà UBS này có một anh lấy rồi, hai con anh lấy rồi nha. Còn đây là những cái món hàng người ta gửi về thanh lý mà mình chưa có gửi ra kiểm tra. Còn đây là con đai ơ 6 kg lúc nãy. Còn trong đây là con đai ơ 3 kg ha. Đai ơ 3 kg nè. Dây điện đồ lung tung ha. Thì anh em mà cần thiết bị gì thì cứ liên hệ mình. Đây sạc Mạnh Quân 60A nè. Cứ liên hệ nha. Từ giờ tới sáng chủ nhật ha. Chúng ta bỏ lên cho đủ chuyến xe. Đèn ốp trần nè. Còn ở đây là những cái đèn Blue Carbon 6.0 nè. Đèn Blue Carbon mà chúng ta mua tới 6.0 thì là quá là dữ lắm rồi nha mọi người. Bữa nay mình gói hai cái 6.0 gửi về Đồng Tháp nè. Cái này mà cái này không gói được không ta? Dám chuyến xe có đi ngang luôn ta. Thôi mà gửi đi. Chứ chạy sáng mai mình có đi ngang cái chỗ này luôn á. Đây hai tấm pin của nó nè. Hai tấm pin của 6.0 nè. 6.0 thì có nhiều loại lắm nha mọi người, chúng ta có thể chọn cái loại nào thì tùy chúng ta thôi. Đây là hai cái đèn của 6.0 nè. Còn đây là con Dayer Hybrid, con Dayer 24 cũ anh em. Ở này mình nhận không phải nhận nữa mà anh kia anh cài không được. Anh đem qua nhờ mình cài giùm, mình cài rồi. Đó, mình hẹn ảnh qua lấy mà trưa giờ chắc nó mắc câu chuyện chưa qua lấy. Thì các bạn các anh em có nhu cầu mua pin hay đặc biệt là những tấm pin 450 ha thì hãy liên hệ ha. Ông ta đi chuyến xe này nếu mà anh em mua thì em bao ship luôn á. Bao ship cho mọi người luôn nha. Tại vì nó còn trống chỗ khoảng vài tấm đó. Ông ta lên cho nó đủ xe là mình sẽ bao ship. Thôi mình chào anh em nha. Ai coi được video này thì nhanh chóng nhắn tin cho mình nha. Thì từ 7 giờ tối này cho tới 7 giờ sáng ngày mai ở 12 tiếng đồng hồ để anh em nhắn đặt hàng. Đặc biệt là mua tấm pin bự nha. Pin bự thì rất là cần để vận chuyển theo cái kiểu đi xe như thế này. Chứ còn những cái món hàng nhỏ nhỏ khác thì cũng không cần thiết lắm. Ví dụ như con này chúng ta cũng có thể gửi bưu điện được bình thường. Đấy. Gửi bưu điện bình thường. Thôi em xin chào mọi người, em hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.